Hello anh em nhá. Chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Đấy, các bác thấy em này nó lắc kinh không? Hot lắc lư cao cầu chưa các bác? Rất là tố chất các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Em này như giờ ăn một thuốc lắc ấy các bác ạ. Như con điên ấy. Bộ rất là to các bác nhá, cao cầu. Đuôi lá vả, móng bộ rất là đẹp các bác nhá. Đặc biệt là em này có tí mơ cánh các bác nhá. Chóng cả mặt các bác nhỉ. Các bác xem em này có thấy chóng mặt không? Em thấy chóng cả mặt rồi. Zoom sát mặt cho các bác tí nha, nhưng không biết zoom có được chóng mặt quá. Úi giời, căng chưa? Rất là đẹp các bạn, chân này. Zoom chân cho các bác nha, để các bác kia bác nhận chim các bác không phải nghĩ nha. Em này thuần 90% rồi các bạn. Là thời tiết ngoài Bắc ngày hôm nay nó hơi bị nóng các bác ạ, nên là chim nó không hót được điều độ như những cái ngày mà mát mẻ đâu các bác nhé. Đây hót một lúc là há mồm ra rồi. Em này đằng sau có mơ cánh rất là nhiều các bác nhé, nhưng mà rất tiếc là em nó lại không quay về đây để cho anh em ta xem. Đấy, cánh mơ này các bác này, zoom sát cho các bác xem nhá. Đấy, các bác thấy mơ chưa? Mơ rất nhiều nhá. Nếu như em này mà cho đấu chim là chơi ra nhìn rất là đẹp này các bác nhìn này. Đấy, các bác thấy không? Mơ rất là nhiều nhá. Nhìn ở ngoài mắt thường ấy, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn trong video này, bởi vì video nó rất là nhỏ đây. Đấy, các bác nhìn, các bác nhìn các bác thấy đúng không? Rất là rõ cái điểm mơ của em nó nhá. Đây chỉ gọi là cánh dán này các bác nhá. Còn nói thật là mơ thì nói nó hơi quá, nhưng mà đây là cánh dán các bác nhá. Đây, các bác xem chim rất là đẹp. Em này nếu mà nuôi căng là sách lồng vẫn hot nha các bác nhé, chim thuần ạ. Rất là cao cầu luôn, lắc lư gật gù múa lân chóng cả mặt luôn. Bộ rất là to các bác nhá. Đuôi lá vả cực đẹp luôn. Em này đấu là xòe nhá các bác nhá. Đấu xòe đấy ạ. Mấy độ? Còn gì trời này mấy độ? Bình thường cái gì đó. Cắt tóc rồi. Đấy, các bác có thể thấy chim rất là thuần nhá.
các bác nhìn này, chim sách rồng không nhảy nhá, vẫn ngon nhá. Các bác thấy không, chim rất là thuần nhá. Đấy các bác thấy chưa, chim rất là thuần nhá, sách rồng vẫn ngon các bác nhá. Đấy, đặt đây cho các bác. Đấy các bác có thể thấy em vừa test độ thuần như các bác xem nhá, là chim sách lồng vẫn hót bình thường nha các bác nhá. Đấy, nói chung là một em chim rất là đẳng cấp các bạn, chơi cực tốt luôn. Đó, em xin phép dừng video tại đây các bác nhá, video em được 6 phút rồi tại vì cái máy quay của em nó sắp hết pin rồi. Em xin chào tất cả các bác nhá, bác nào bổ kết em nó thì alo em theo số điện thoại là 0974648999 nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin chào tất cả các bác nha.